Vào nào. Thật là tuyệt vời. Ok, chờ chút tôi làm quay mặt nữa rồi tôi sẽ giới thiệu với các ông nhá. Em chơi game này và nick Yasin của em có trị giá là 1 tỷ. Đỉnh cực. Nick Yasin của em có trị giá là 1 tỷ. Nó ở cái tập chất. Cái gì? Sao đã? Yêu đi em, về bán nick. Ờ, nhưng bán đi đâu, không được từng đấy đâu. Bán nhưng mà bao nhiêu? Nhưng mà trong 1 năm của em nằm 1 tỷ với game rồi. Đọc cấp. Nghe không, nghe không? Trời ơi, chưa? Trong 4 cái tiêm kích hôm nay vừa bay trên bầu trời Hà Nội, một cái là của em đấy. Mày đừng có bộ quát. Sự thật về việc máy bay quân sự liên tục lượn quanh bầu trời Hà Nội. Em trong 4 cái tiêm kích hôm nay vừa bay trên bầu trời Hà Nội, một cái là của em đấy. Bốc phét ít thôi. Celo lại là việc Qubit đây. Và đây là tuần cuối cùng mà tôi quay ở Hà Nội và chuẩn bị lại vào thành phố Hồ Chí Minh. Quay ở trong đấy nha mọi người. Và hôm nay là một ngày đẹp trời, từ sau cuối tuần, sau mà chảy về đâu nhỉ? Về team, nên là mình sẽ đi ghép đôi ngày hôm nay. Và đâu sẽ số đầu tiên nào? Let's go! Ai sẽ là người vào trước nhỉ? Mình đi một vòng đi. Đâu? Anh phỏng vấn một chút được không? Đây cả hai bạn lên đây, hai bạn lên đây. Sao tóc em vàng mà cả style em lại tím này? Em nhuộm tóc em đi. Em sắp nhuộm rồi. Sắp nhuộm rồi đúng không? Ôi, tím chứ tím tóc luôn này. Ok. Đâu? Ai nào? Ai? Ai ạ? À? Không, em đang tìm nữ chị. Em đang tìm nữ. Vâng, bình tĩnh. Em á? À? Đâu? Đây, phỏng vấn một chút này mà. Đây, mà đi phỏng vấn nhá. À, đây à? Anh phỏng vấn nhá. Anh phỏng vấn. Ok, bỏ khẩu trang ra một chút được không? Ok, cả hai bạn đi. Hai cháu này lớp mấy đấy? À, em học năm nhất ạ. À, năm nhất đại học nhìn như học sinh cấp 3 ấy nhở? Okay. Em tên là gì? Em tên là Hương. Sinh năm bao nhiêu? Em 2004 ạ. Em là sao? Em cũng thế ạ. Hương? Không, em tên là Thủy ạ. Em cũng thế. Ờ kìa, em đến từ đâu? Bạn ấy đến từ Bắc Linh, còn em đến từ Hà Nội. Tại sao người ta em đi giới thiệu cho người ta về không, về bạn em. Ok. Thế bây giờ em đi tìm người yêu thì là em tìm cho bạn em luôn nhỉ? Đúng không? Vãi cả đái chân. Thôi chết, thế là chồng của chị cũng là chồng của em à? Không được, dở rồi, thế thì anh không tìm người yêu, không ghép em được đâu. Ok. Nani? Ôi trời ơi. Đây rồi, trời ơi, đứng từ nãy đến giờ đúng không? Em đẹp, em xinh. Thật là tuyệt vời. Ôi, trời ơi, đứng từ nãy đến giờ đúng không? Đúng. Đứng từ cái lúc mà mình còn đang xét mày đúng không? Ra gì đấy, nhưng mà hôm nay là em cosplay nhân vật gì đây? Dạ, nhân vật Nilo ạ, trong gì? Game Genshin Impact. Rồi, Genshin Impact anh có biết cái game này. Nhưng mà này, sao cosplay nhân vật gì mà có sừng như này? Thì em đã bao giờ bị cắm sừng chưa? Mình phải đi cắm sừng người khác. Và ai cả đái. Nhưng mà anh có người yêu chưa? Em chưa. Chắc không? Chắc chắn thì mới vào đây chứ. Ok. Anh không, đây người ta rất là vào đây là để xem đúng không? Chị chưa người yêu đúng không? Ôi giời. Chị chưa có người yêu. Có chị có người yêu đấy thì đương nhiên rồi. Nó phải tùy từng người thôi. Nhưng mà anh vừa nói là em xếp hàng từ lúc mà bọn anh chưa quay đến giờ ấy, thì là em có nhu cầu để tìm người yêu không? Em đứng nãy giờ hơi mỏi chân rồi đấy. Thế tức là chờ vào từ đấy đúng không? Sao lúc tôi hỏi là ai độc thân thì vào cũng vào. Thôi mời vào, ok. Vào nào. Thật là tuyệt vời. Ok, chờ chút tôi làm quay mặt nữa rồi tôi sẽ giới thiệu với các ông nhá. Ok luôn bạn ơi. Bạn tên là gì? Mình tên là Huyền ạ. Huyền sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 98 ạ. 98, đến từ đâu? Đến từ Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Nói câu giọng Hà Tĩnh nào. Chào các dân chơi Hà Tĩnh nhá. Bạn ở chỗ nào Hà Tĩnh? Mình ở Cẩm Xuyên. Cẩm Xuyên à? Ê mà này, đây hỏi thật là hôm nay là có cái lễ hội cosplay trên này hay là đi chơi Halloween về đây hay là như nào? Chuẩn bị có một cái sự kiện về cosplay nên là mình cũng muốn là thử bộ đồ này xem là có chàng trai nào yêu thích không. Cái này còn là cái gì nhỉ? Người ta hay gọi ở đây là gì ạ? Weebu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh nhìn cái hình tượng này anh thấy quảng cáo suốt luôn ấy. Đúng rồi, em là nhân vật Nilo ở trong game Genshin Impact đây. Nilo, ok. Quá tuyệt vời.
Em thích một người như nào? Em thích một chàng trai cao, to, đen như đừng có hôi. Cao, to, đen như đừng có hôi. Ôi vài ơi, quá đâu. Đen nhưng mà phải không hôi, thơm đúng không? Rồi ok. Khôn như mày, quê tao. Huyền, sinh năm 98, đến từ Hà Tĩnh. Có ai mà làm quen với Huyền và là fan của Weibo thì có thể vào đây nhá. Có ai thích Nilo trong JCB Pop không ạ? Bắt đầu xin mời bạn nào muốn làm quen với Huyền thì có thể vào đây luôn ạ. Ok, bây giờ theo đúng một format thì em sẽ được đi một vòng và pick người nhá. Có ai đang còn ế không ạ? Nhảy vào đây luôn anh ơi. Có ghế chưa? Ghế chưa? Có ai đang còn ế không ạ? Nhảy vào đây luôn anh ơi. Em chiến đấy. Quá lắm rồi. Sao em chiến đấy? Em chiến quá rồi đấy. Quá bạo rồi đấy, ok. Ok. Nhìn vào đầu của em có thấy chiến không? Anh về chiến rồi, nhìn là biết hút rồi. Ok, bắt đầu đi học đi một vòng nhá. Bắt đầu đi từ đây đi. Ok. Người ta có gia đình rồi, đúng không anh? Người ta có gia đình rồi, vợ người ta được xong kìa. Cái gì ạ? Chiến cả Huyền á. Anh ấy bảo là bây giờ mà vào thì chiến quá, chiến hết cả Huyền rồi. Đấy, nhưng mà chị vợ thì đứng ngay bên cạnh này. Anh có muốn người ta đập máy không? Sợ đéo chịu được. Ok, giờ đi nào, đi tiếp được nào. Ui, sao lại nắm tay thế này? Sao thế? Ui, sao lại nắm tay thế này? Thật là tuyệt vời. Sao làm tay tình cảm ấy? Tiếp đi em, đi một vòng đi, anh chỉ muốn khai thác tình yêu của các bạn ý thôi. Đây cho em mượn loa với. Mời anh. Có anh nào chiến vào đây nào? Ghét đấy trời. Em ơi, em như kiểu em đi đánh nhau ấy nhở? Ờ, ok, bạn dai. Em có người yêu chưa? Em chưa ạ. Em xin bao nhiêu? Em 201 ạ. 201 đúng không? Mày bay luôn, vào luôn. Chưa người yêu thì vào đi. Vào đi, còn gì nữa? Ôi giời ơi. Ok, rồi đứng ra giữa nào và bỏ khẩu trang ra nhá. Ok, đi tiếp đi. Tiếp đi nào, đi một vòng đi nào. Em đi trước anh đi. Em đi trước anh đi. Được, nói đấy. Bạn đi trước mình đi, quên, xin lỗi. Ai? Có anh nào ghét đôi với em không ạ? Đấy, ok, mời bạn. Đi vào thôi, vào đi. Ok. Rồi, ok, tiếp tục luôn. Anh nào có dâu? Anh đâu có dâu? Đây. Anh đâu? Hello anh. Ý đấy. Anh có vợ rồi. Anh có vợ rồi á? Thật không? Đâu, chứng minh đi là anh có vợ rồi. Anh để quên đi. Bị vợ đâu? Rồi. Ông vừa chạy đi đâu rồi ấy? Vợ chạy đi đâu là đi đâu? Đi mua đồ mà. Thôi đừng yêu, đừng xạo đi. Lừa rồi. Đóng cái chất TikToker. Có hết à? Ok, anh từ từ. Nhìn trên này, anh lia xuống đây em. Rất tổ ong Việt Nam 100% nguyên chất. Chuẩn nhớ. Nó ở cái tập. Ông Hào Hoa này đứng đây một mình từ nãy giờ tôi để yêu rồi, ông có người yêu chưa? Chưa có người yêu, thế thì vào thôi. Chờ để mời từ nãy giờ. Vào bỏ khẩu trang ra nha. Ok, mời bạn. Ok. Ôi, ông ơi, anh ơi, một đội Tôn Ngộ Không ở đây này. Được ăn chay, bây giờ còn muốn ăn đâu. Ăn trâu luôn. Ok. Đi đi anh ơi. Đâu? Ai? Ở đây hả? Không, tưởng có yêu rồi anh em. Ôi giời ơi. Đi ra đây, phỏng vấn gái mà, ra đây phỏng vấn gái mà. Thằng Đức đồ anh. Thằng Đức đồ anh. Đức áo. Đức nó ghép đôi thành công, nó dắt người yêu về rồi mà. À thế à? Ở đây nó lại ra ghép tiếp. Mày ghép à? Bỏ ra bạn đây. Cái gì anh? Bỏ đi. Nhưng mà bỏ ra. Này nhưng mà Hùng có người yêu rồi mà. Lại chia tay á? Ảo thật đấy. Thôi được rồi. Ok, rồi xin mời tất cả các bạn nam quay ở đây nào. Ok, bây giờ mình sẽ đến với một phần. Đó là làm quen với các bạn nam nhá. Bắt đầu từ bạn nam áo đen. Rồi, đi ra đây nào. Bạn nữ ơi, đi ra đây. Vi Hoàng đi đâu, bạn follow theo đó nhá. Mình tự giới thiệu như là mình tên Phúc, sinh năm 98 nhá. Quê Ninh Bình. Ok, tiếp tục luôn. Mình tự giới thiệu, mình tên là Hiếu, sinh năm 1998 ạ, Yên Bái. Ok, tiếp tục luôn.
Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hiệu và mình sinh năm 2001. Chào cậu. Đến từ Hà Nội. Lái máy bay. Lái máy bay đúng không? Này mà cái tuổi như này là đã có bằng chưa? Lái máy bay là nghề của em. Sao mày khá? Đã bao giờ nhảy dù phi công nào chưa? Dạ. Nhảy dù phi công? Nhảy dù phi công ạ. Nhảy phi công cho cả máy bay ấy. Cái này hơi sợ một chút nhưng mà thử luôn. Bạn mình tin rồi. Ok, tiếp tục luôn. Mình là Nam, đến từ thành phố Hải Dương. Em tên là Nam, sinh năm 99, đến từ Hải Dương. Ok, tiếp tục luôn. Em tên là Mạnh, em 205, em từ Nghệ, đến từ Nghệ An. 205? Vãi cả đái. Em mười mấy? 17. 17, đây là 21 rồi. Em chưa 18. Ôi, toàn các phi công này. Bạn, chị đấy sinh năm bao nhiêu ạ? Đoán đi. Em vừa nghe là 98 phải không? Đúng. 98 là hơn em 2 tuổi, có sao lái được ạ? Đọc sức cấp. Có, em hôm nay vừa em trong 4 cái tiêm kích hôm nay vừa bay trên bầu trời Hà Nội, một cái là của em đấy. Thôi, mày đừng có bộ quát. Sự thật về việc máy bay quân sự liên tục lượn quanh bầu trời Hà Nội. Em trong 4 cái tiêm kích hôm nay vừa bay trên bầu trời Hà Nội, một cái là của em đấy. Bộ phép ít thôi. Phần giới thiệu thôi, chưa đến đoạn thả đính. Ý em lái được thôi. Em xin giới thiệu, em tên là Hùng, sinh năm 2000, đến từ Tuyên Quang nhưng mà hiện tại đang Hà Nội. Và em có chơi game Vách, biết nhân vật này là Nilo luôn, vốn trước mới quay luôn. Nhớ chưa? Ô, quay cái gì? Hôm trước em vừa quay nhân vật này ở trong game. Quay như là... Quay, ý là quay ra nhân vật này á. Quay ra mà. Ok, tôi hiểu rồi, tưởng quay cái khác. Rồi, ok. Anh là Hùng Akira livestream đúng không? Akira. Akira. Cây tôi nhờ. Chứ phải tôi bấm cho mấy nhà kìa. Cứ Akira. Ra vào. Akira. Hôm trước vừa Ronan Nilo rồi, hôm nay phải Ronan Nilo ngoài thật nếu mới chuẩn. Chúng ta sẽ làm luôn vòng, đó là vòng gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính hoặc bằng một hành động hoặc bằng một tài năng của các bạn. Sẽ bắt đầu từ bạn nam áo đen. Tỏ tình với em nó như kinh doanh vậy đấy, anh chấp nhận lỗ để được có em. Ai xài, hôm nay có tí văn khó khăn đấy nè. Mà em không biết thả đánh được không? Không thả thính Phan luôn. Dạ. Phan nhảy cong một vòng. Anh có thể tài năng được mà. Đúng. Em ăn cơm chưa? What the hell? Em ăn cơm chưa? Cơm thì em ăn rồi, còn anh thì em chưa. Cái tí rồi. Rồi, đi thả thính. Bị gái thả thính lại. Quê vậy. Chưa thì thôi. Hôm nay em sẽ gửi tới bạn nhân vật nữ một ca khúc. Cầm tay luôn, cầm tay, nhìn vào mắt, hát luôn. Làm gì đấy? Là người ta bảo là cho người ta xin đôi tay đấy. Xong móng tay cuối, ngón tay út của em dài ấy. Móng tay dài như này là điểm gì? Hả? Thường ấy. Thế thôi anh nghĩ móng dài là đi. What? Móc cái mũi. Ôi giời ơi, bố mày lại mày. Ok, hát nào. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lớn. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ. Gian gian diêu diêu mập mơ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Nhưng mà em ngắt một tí. Anh thích một mình sao anh lên đây? Anh thích một mình anh lên đây làm gì? Hiểu kiểu gì? Lần đầu tiên đi ghép đôi tỏ tình với gái nhưng mà lại hát đâu ai chung tình được mãi. Chết ta. Khó hiểu. Có bài hát này anh muốn nói lên cái nỗi lòng của anh ấy. Anh sao run thế? Một mình. Nên là muốn lên đây để có em và mang em về. Thưa ông ỉ mẹ à mồm đi. Mà đây có phải cái cảm giác là khi không có bạn này không? Đúng. Đúng không? Sao? Tôi đã nháy trong tả thính thế rồi mà ông vẫn quên thoại, sợ thật đấy. Nào tiếp tục nào.
Em không biết nói lời ngọt ngào như các anh ở đây cũng không có tài năng gì cả. Em là Việt kiều mới về nước ạ. Đến từ nước nào? Bạn đến từ nước nào? Em mới về từ Nhật ạ. Nhật. Ok, bây giờ mình nói một câu em xinh quá bằng tiếng Nhật đi. Hoặc là chữ Kimochi. Này. Kimiga kawaii desu ne. Iku. Kawaii desu ne. Kawaii. Iku là gì? Nữa đi ạ. Sao này nói em thùng mỗi cái từ đấy? Sao em thùng mỗi từ đấy? Bởi vì là trước giờ em chỉ nghe mỗi từ đấy thôi. Nghe ở đâu? Nghe từ các bạn nam ạ. Nghe từ các bạn nam? Câu đấy là các bạn nữ hay nói ạ? À trời ơi. nhưng mà câu đấy các bạn nam muốn. Quá chuẩn luôn. Ok. Sướng. Đúng rồi. Nhưng mà cái con này bạn nữ là người nói. À thế thì bạn nữ sướng. À bạn nữ sướng. Em thì tin được thề với cả các bạn. Tiếp tục luôn nào. Em chắc là tài năng rồi. Ok. Em làm gì ạ? Hít đất. Tài năng. Tài năng của em là tài năng sức khỏe ha. Hít đất cho bạn nữ ngồi lên lưng. Ok. Ok. Vòng đầu tiên không làm được nhưng mà đòi thể hiện sức khỏe cho thể hiện luôn. Em ngồi lên lưng luôn. Có chân lên em. 1. Gì đây? Ngồi lại. Chịu được, bạn nào vẫn chịu được. Đấy ngồi thế đi cũng được. Cho nó cân bằng. Ngồi thế cũng được không sao hết. Rồi. Không biết tay à, cho hai con này con nào là trâu. Ok, không sao. Ok, ba gái đúng không? Thật ra là bạn nữ không chịu được chứ mày là bạn nam. Đúng. Rồi ok, mời bạn nữ ra đây nào. Thả thính à? Lời thả thính à? Bây giờ trước tiên là em muốn hỏi là chị muốn em thả thính bằng tiếng Mán, tiếng Nhật hay là tiếng Việt Nam? Tiếng Thái ạ. À tiếng Thái à? Thế thôi em thả bắn bằng tiếng Việt nhá. Nhưng mà cái này không phải là thơ nhỉ? Nói chung là em có rất nhiều tài. Đặc biệt là... Bất tài. Vãi cả đái chất. Đặc biệt là tài sản. Nó ở cái tầm... chất. Ok, tiếp tục nào, xin mời các bạn nam vào sau quay. Sau 3 giây tiếng để quân vi hòa, hãy chọn 3 bạn để vào vòng tiếp theo nhá. Chuẩn bị này. Đi xuống đây, lấy đa đây nào. Lấy tư thế sợ thật đấy. Chuẩn bị hút nhá. Chọn ai hút vào nhá. 3, 2, 1, bắt đầu, hút đi em. Rồi, thao. Cuộc bạn. 2, 3. 3. Gãy sừng chưa? Gãy sừng rồi. A few moments later. Sừng ổn nhé. Sừng ổn nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thử thách liên quan đến thể lực dành cho cả ba bạn nam. Ôi, sao lại xếp đúng cái hình mái nhà này nhỉ? À đâu, lên dốc đấy. Đúng chiều cao luôn. Ok. Bạn nữ ơi, thôi như này đi. Bây giờ bạn nữ sẽ chọn một thể lực để dành cho ba bạn nam. Bắt buộc sẽ phải có tương tác với bạn nữ nhá. Bế đi ạ. Bế cũng được. Bế. Từng sắp rơi, nhưng mà vẫn muốn bế. Ok, bế. Thôi, bế đi một vòng thôi, không còn đứng lên ngồi xuống đâu. Đúng rồi, cứ bế được thì vác, chính xác. Ok, ai là người thực hiện trước nào? Bây giờ xin mời hai bạn nam ở ngoài cùng, chúng ta sẽ hoàn thử tìm với nhau. Ai thua thực hiện trước? 1, 2. Hùng ơi, hình như là Hùng rất là có duyên với những cái thử thách liên quan đến bế ra thôi. Người bế nhất nhưng mà lúc nào cũng bị dính bế. Bây giờ tình hình là thôi chơi kiểu bây giờ em với bạn để đấm nhau xem ai ngất trước người thắng. Tao lấy mày. Thôi bây giờ em làm đấy được. Ảo thật ý. Bây giờ là thử thách là đấm nhau xem ai ngất trước người thắng á. Hút. Sao? Ok. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3. 2, 3. Ok. Người viện trước. Lại còn toàn người trước ấy nhỉ. Mày lắm rồi. Ok, thực hiện trước nào.
Ok. Bây giờ bạn bế em đi. Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Cái gì? Bây giờ bạn bế em đi. Bạn nữ có đồng ý bế bạn nào không? Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. No. Không đồng ý ơi. Bây giờ bế được thì cho bế về luôn. Thật. Được rồi, thề. Bế luôn á? Đúng. Ok, anh dặn đường em bế lên. Ok, chuẩn bị này. Em bế luôn nhá. Ok, nếu mà bế được. Lẹ. Bye. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bế thẳng lên. Lại như này ạ. Đúng. Như nào đây? Như nào? Như này. Đúng. Như này. Ok. Rồi, đi một vòng đi. Bố ơi, anh bảo là bế được thì bế về luôn. Nhưng đấy là bạn nữ có đồng ý hay không nhá? Rồi, tiếp tục nào, mời bạn nam màu đen nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi một vòng luôn. Bế như là bố bế con gái này á. A few moments later. Người cuối cùng. Em ơi, cố gắng đừng làm hỏng trang phục nữa nhá. Cảm ơn bạn nữ mất rồi nha. Trời ơi, quầy. Thật sự luôn đấy. Không ai không cảm thấy tự hào. Cô gái lạ từ khi em xuất hiện thì anh đã xem. Ok. Tâm tư này sơ sát, suy nghĩ luôn mê mát về em. Rồi, ok, được rồi. Anh không dám nói là sẽ yêu em. Sao đau à? Sao đấy? Đau cái gì? Khỏe. À, khỏe quá nên là đau. Khỏe rồi, đau được. Ok. Ai khỏe nhất? Bạn này ạ. Bạn này đúng không? Ok. Nhưng mà ông này ông đi được 20 vòng đấy, gì nữa? Như bạn này bạn sách mới phát lên luôn. Bạn này là sách phát lên luôn, còn các bạn kia là hì hục. Đúng không? Đây này, bạn này là bạn trẻ tuổi nhất. Bạn này 205, bạn kia 2000, bạn này 201. Nên người ta nói là ấy, tuổi trẻ thì không có gì ngoài sức khỏe cả. 17 bẻ gãy xương châu ấy. 17 bẻ gãy xương châu đấy. Bảo sao cái xương em nó gãy đấy. Ok, rồi xin mời tất cả các bạn đằng sau quay. Còn bạn nào muốn nói được gì trước khi quyết định không? Em là Nila ở trong Genshin Impact đúng không? Đúng. Rồi. Anh nhìn em ăn mặc như này là anh biết là em mê game rồi. Chỉ cần là em đồng ý đi cùng với anh thì anh sẽ đưa em đi khắp lục địa Tây Bắc. Thật là tuyệt vời. Ok. Ok luôn. Rồi, tiếp theo có muốn nói gì nữa không? Ok. Có muốn nói gì không? Em nói ra. Alo. Chưa bật mic ông nói cái gì? Alo. Nói chung là em chơi game này, em vừa nhìn qua là em biết là nhân vật gì rồi. Là Nilo ở trong Genshin Impact mới cập nhật xong vừa trong phiên bản 3.2 luôn. Em còn ông ơi, 3.1. Ông này ông đang bia quảng cáo game à? Đang bảo là để cho mọi người biết một sự thật nho nhỏ về cái tựa game này với em, tức là có nghĩa là sự thật nho nhỏ về em với tựa game này ấy. Là em chơi tựa game này và em nổi tiếng ở trong tựa game này, anh biết là về cái gì không? Không. Em rất nổi tiếng với tựa game này, bạn nào chơi game này chắc là biết em với cái game này nổi tiếng với cái gì. Là ông cosplay dành thành hình. Không anh. Em chơi game này và nick Genshin của em có trị giá là 1 tỷ. Đỉnh cực. Nick Genshin của em có trị giá là 1 tỷ. Nó ở cái tập chất. Cái gì? Thật á? Yêu đi em, về bán nick. Ờ, nhưng bạn đi đâu không được từng đấy đâu. Bán nhưng mà bao nhiêu? Nhưng mà trong một năm của em nằm 1 tỷ với game rồi. Nghe không? Trời ơi, chưa? Chất. Từ từ nhá, con phải xác thực lại một điều này. Ở đây có ai chơi Genshin Impact không? Có biết là bạn Hùng này xác thực hộ tôi là bạn ấy bảo là bạn nằm 1 tỷ vào game rồi. Chỉ có thật không? Có thật không? Có ai tin không? Tin không? Ai chơi? Có ai chơi không? Không tin đúng không? Không tin em ạ.
đéo thể tin được thề với cả các bạn. Em về em bán nick cho anh đi. Ok, ai cổ vũ cho bạn nam mặc sơ mi đen thì vỗ tay ạ. Ai cổ vũ cho bạn nam ở giữa thì vỗ tay ạ. Ai cổ vũ cho bạn nam ở ngoài cùng thì vỗ tay. Mọi người có vẻ rất thích bàn cái nick 1 tỷ đấy em ạ. Đúng, đúng. Rồi, chuẩn bị này. 3, 2, 1, bắt đầu. Chiều đấy. Ok rồi, còn muốn nói điều gì với bạn nữ không nào? Cho bạn Facebook. Đúng, đúng. Thôi em chẳng biết nói gì. Ok, xin chào, hẹn gặp lại, bắt tay cái. Ok, em có muốn nói gì với bạn nữ không? Vâng, chắc là em chúc chị vì tìm được người phù hợp ạ. Ok, bắt tay cái. Cảm ơn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bây giờ mình sẽ ghép đôi cho hai bạn này nha. Ok, sau đây chúng ta sẽ có 1 phút thật nhanh để tìm hiểu đối phương. 1 phút bắt đầu. Em chào chị. Không biết là chị đã trải qua nhiều mối tình chưa? Sương sương đếm không nổi. Sao em chiến thật đấy, chiến thật sự luôn. Em thì cũng chưa trải qua được có nhiều mối tình. Cụ thể chắc là tầm 15-20 gì đó. Vãi cả đái. 15-20. Đẳng cấp luôn. Là cũng cái đấy. Thế lái được bao nhiêu máy bay rồi? Trong tất cả số đó thì tất cả đều là máy bay. Sao mày khá? Oh. Ông lái 20 cái máy bay rồi cơ. Đẳng cấp. Xuất sắc. 10 điểm. 10 điểm đấy. Xuất sắc thật sự luôn. 10 điểm, 10 điểm. Chắc thật. Nhưng mà trong tất cả những cái máy bay đấy thì em chưa bao giờ lái trực thăng. Em kém quá. Nhưng mà chị là cái trực thăng duy nhất mà em muốn lái. Con này khá và vọt. Thế đã lái được hay chưa? Đã thử lái chưa? Em chưa lái nhưng mà em vừa cất cánh thử cho chị lên vai rồi đấy. Ra gì đấy? Kênh đấy. Thôi còng kênh nhưng mà cũng ok. Không, trời ơi, người ta phải hát đấy. Người ta phải hát tặng mình hay bây giờ em biết nhảy không? Nhảy tặng người ta bài. Em không biết nhảy nhưng mà em biết múa một đoạn sexy thôi. Ok, âm nhạc bắt đầu lên luôn. Đứng đứng ngay đấy. Alo. Ôi, cái gì đấy? Ủa gì vậy? Anh nhìn em là anh biết em hay chơi game rồi đúng không? Thế thì anh có muốn chơi game cùng em không? Chỉ cần là em thích, anh nguyện chơi cùng em cả đời. Ôi, cả đời luôn. Thật ra tôi rất là... Nhưng mà chơi game thôi nhá, đừng có chơi em nhá. Không, em ơi, cái đoạn này mới là thú vị. Cái đoạn chơi game nó là một cái gọi là cộng hưởng của sự thú vị đấy thôi. Ok, nhưng mà thật ra thì anh thấy rất là ngưỡng mộ những cái bạn nào mà kiểu yêu nhau ấy. Những đôi nào mà yêu nhau xong rồi chơi game được với nhau ấy, nó là một cái rất thú vị. Kiểu mình có những cái điều điểm chung ấy. Đúng, nói chung đúng. Là hôm nay thì thầy cũng đúng gu. Thứ nhất là cao đen nhưng không hôi đúng không? Ngửi chưa? Ngửi chưa? Ngửi rồi. Thơm không? Vừa mới ngửi xong. Thơm không? Được. Được. Được anh ạ. Ngửi lại cái nữa, ngửi vào nách đi xem nào. Ôi giời ơi, bố mày lại mày. Dạ không? Thôi chờ rồi. Rồi, có vẻ là đúng gu và đồng điệu rồi đấy. Bây giờ mình Thế cho em hỏi một câu nữa. Ok. Anh nhìn em ăn mặc sexy như thế này, anh có thích không? Anh là một người con trai hiện đại. Anh thấy như vậy rất là bình thường và rất là đẹp. Và còn đẹp hơn khi em không mặc gì. Đánh lộ phản thích.
Actually. nhưng mà bù lại anh sẽ khoác lên em một bộ váy cưới. Nó ở cái tập. Nếu em không mặc gì cùng anh là anh khoác lên em một bộ váy cưới chất. Đây, tôi phải cho mọi người nghe câu này. Chắc mọi người không nghe được câu này đâu. Bạn nào thì nói là bạn nữ cosplay theo hình tượng Nilo lâu như thế này rất là đẹp rồi. Nhưng mà đẹp hơn là khi mà bạn nữ không mặc gì. Và đặc biệt là nếu như không mặc gì với bạn nam thì bạn nam sẽ khoác lên bạn nữ một bộ váy trắng. Các ông có tin câu này không? Không thể tin được. Ảo thật đấy. Không thể tin được. Mọi người tin em đi. Không ai tin em cả. Tin tất nếu là được. Ok rồi, xin mời các bạn đằng sau quay. Thử thách cuối cùng của bạn nữ đó là thể hiện tình cảm, đã trả tình cảm với bạn nam áo đen bằng một hành động. Các bạn muốn bạn nữ làm gì? Hôn vào đâu? Đó là mọi người nói cho tôi không nói? Nhưng mà mọi người đừng có bảo hôn vào nách là được. Không hôn vào nách, ok rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Nào cái đao này là hôn vào nách đấy nhá. Chết rồi, sao lại chủ động thế? Hồi toàn. Đằng sau quay, hết giờ. Xin mời đằng sau quay. 10 giây, bắt đầu. Nó là bóp nét của tim anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thay vì là điều khác, việc ngờ nhớ chút vài cô gái lạ. Khi được xuất hiện thì anh đã say no. Vì đã khiến tâm tư này sơ sát, suy nghĩ luôn mang mát về em ở trong đầu. Một, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Ok, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Chốt chưa? Chốt thì gật đầu. Ok. Thế thì bây giờ như nào? Người ta quay lại, người ta còn hôn vào môi nữa rồi thì như nào? Chủ động đi nào. Ôi xồi ơi. Vừa phản em ơi, gãy sừng em ơi. Vừa ơi. Biết là tuổi trẻ rồi, tuổi trẻ sống hết mình với đam mê rồi. Còn một cái thôi là rồi. Từ từ, còn muốn nói điều gì với chương trình không nào? Buông tay ra, không được hôn nữa. Nhìn vào camera. Nói chuyện. À, hôm nay anh được hôn, anh có sướng không? Em hỏi thẳng thắn đó đấy. Khoái. Chảy nước miếng. Bao nhiêu lâu rồi chưa hôn ai? Lâu rồi ạ. Lâu là bao lâu? Mấy tháng? Không, em không nhớ nổi. Mấy ngày thôi. Anh thích em cosplay đúng không? Thế thì ngày mai em sẽ cosplay nhân vật Nahida vừa mới ra mắt trong game Genshin Impact cho anh xem nhá. Anh thích. Chỉ có lấy riêng cho anh xem thôi. Thôi đúng rồi, theo format bế nhau ra khỏi vòng tròn đi nào. Một cái rồi bế ra ngoài. Rồi, ok, bế ra ngoài. Ôi. Ghét tiếp, sửa tiếp theo nha. Thật ra là tôi thấy đôi này rất là đáng yêu. Đúng gu, đồng điệu. Mà hai bạn ấy cũng khá là đẹp đôi đúng không? Thật ra tôi cũng sẽ cố gắng tập chơi game tí để dễ tìm người yêu như hai bạn này. Cái gì? Game gì nhỉ? Genshin Impact đúng không? Ok, chúng mình sẽ gặp nhau trên đấy nhá. Và đừng quên nhớ tải Genshin Impact về chơi nhá. Có khi gặp tôi trong đấy đấy, tôi lại đi ghép tôi đấy không? Xin chào bạn, hẹn gặp lại.